dân lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông dân lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai trù phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Này anh yêu, em muốn uống trà đã. Ok em mau hà miệng ra. Anh yêu em nhiều không? Anh yêu em to bằng này này. Trời ơi. Có ạ. Cái gì đây? Cái gì mà từng mùi nó đang bằng này. Cái chân lên này, ôi sao nó đi múa thế hả cháu? Dạ em. Thì anh ấy là hoàng tử của lòng cháu mà, cho nên là cháu muốn gì anh ấy cũng làm ạ. Ôi dạ ôi. Thưa bác ạ, hôm nay là kỷ niệm 1 năm 4 tháng 13 ngày 2 giờ và 7 phút chúng cháu yêu nhau ạ. À, em hôm nay em muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi ăn. Bào ngư vi cá hay là chim ưng hầm sâm hay là thôi anh làm gì có tiền đâu mà cho người ta ăn bào ngư vi cá. Mà lỡ có ấy thì để dành đi, còn lo cho tương lai nữa. Hay là như thế này, anh muốn ăn cái gì em đi ra ngoài chợ em nấu cho anh ăn được không? Được. Ôi giời ơi, ngôn tình trong tình yêu sao nó hay thế nhỉ? Tình cảm thế. Cô còn nằm mơ cũng không bao giờ cô nghĩ rằng là mùi nó có những cái lời lẽ nó hay đến như thế. Dạ, dạ vâng, con xin phép bác là hai bọn con về nhà nấu cơm ạ. Nấu cơm à? Vâng ạ. Đi chợ hả? À vâng ạ. Thôi không, cô trong quán đi nhá, cháu xin phép cháu về. Đi anh nhá. Hai đứa cứ díu ra díu dít như là đôi chim gì. À, chào bạn nhá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, anh Mùi ơi. Cô Thịnh ơi, chị yêu Mùi đánh cháu nhá. Đánh cháu nhá, bạn này, người yêu bạn đánh tôi nhá. Này, đừng có mở vung khống nhá. Anh Mùi. Bạn có mắt không ấy hả? Bạn không nhìn thấy người yêu bé bỏng của tôi đứng ở đây à? Đúng rồi, người yêu bạn bé quá đâm ra lao cả vào tôi đấy. Thôi, chuyện nó chẳng có cái gì cả nhá. Mấy anh chị em rồi dĩ hòa vi quý đi. Thôi, mai Mùi đi chợ về nấu cơm cho nhau ăn đi nhá. Đủ thôi đây, không may sao đâu. May là người yêu tôi không sao đấy. May mà em không sao ấy. Về đây. Đi tù tù thôi người yêu. Không sao gì, làm gì. Ở đâu? Người yêu bé bỏng, hoàng tử. Nghe nổi hết cả da gà. Thôi cô, cháu nói thật chứ. Cháu cô ấy cứ làm như là không làm như thế là cả cái làng này không ai biết là chúng nó yêu nhau ấy. Cô có tin không? 3 ngày nữa mà chúng nó mà không cãi nhau, không chia tay nhau nhá, thì nếu mà cháu thua nhá, cô thích ăn gì cháu mua cho cô. Thích ăn gì? Vâng. Ăn xoài. Xoài cát chu. Xoài cát chu à? Được. Được. Thế nhưng mà nếu mà cháu mà thắng thì sao? Nếu cháu thắng thì cháu thích ăn gì? Cô tình chiều. Nào. Cháu thì cháu chẳng thích ăn gì. Cháu chỉ thích cô cho cháu uống trà đá miễn phí là được. Một tháng à? 30 ngày. 30 ngày thì... Vâng. Anh Dung ơi! Anh Dung đâu rồi? Anh Dung ơi! À, ui, đây rồi. Cái gì đấy à, anh Đủ? Anh cứ làm như cháy nhà ấy nhở? Cháy nhà đến nơi rồi còn gì nữa. Cái xoài cát chu của anh ấy ra quả chưa? Chưa, đây, chưa. Úi giời, vì sao có chưa ra quả thì nhìn thế này thì chết tôi rồi. Em sao, có vấn đề gì? Tôi cứ hứa với cô Tình ấy là tôi với cô ấy cá cược với nhau. Nếu mà Mai với cả cái Mùi ấy, trong 3 ngày nữa mà chia tay nhau ấy thì là tôi thắng. Bây giờ 2 ngày rồi mà vẫn không thể ý ấy gì cả. Thì tôi mà thua ấy thì là tôi phải mua xoài cát chu cho cô để ăn. Cho nên là tôi phải đang đi tìm dần từ bây giờ. Có cái tôi thua thật. Thế thì ấy, anh cứ đi ra chợ hoặc là kiếm cái siêu thị này hoặc là những cái cửa hàng thực phẩm sạch ấy, kiểu gì cũng có. Chứ nhà tôi ấy là chỉ có cây giống thôi. Anh có mua cây giống về trồng không? Thế có khi tôi phải đi ra chợ nhỉ? À, thôi. Tiện thể tôi đã sang đây rồi thì anh cũng cho tôi hỏi luôn là cái cách trồng cây xoài chua cát chu nó như thế nào. Thì để có gì tôi về nhà tôi trồng. Tiện thể là nó ra quả là nhà tôi lại còn có của ăn. Lựa chọn của anh cũng thông minh đấy. Xoài cát chu ấy là một loại cây nhá,
rất là sai quả, cho nên là anh chỉ cần trồng vài cây thôi là kiểu gì ấy, có khi ăn không hết lại phải mang ra chợ mà bán ấy. Ồ thế à? Thế cái cách trồng thì nó như thế nào anh? Về giống xoài chu này ấy, thì đầu tiên anh cần phải lựa chọn một cái cây giống tốt. Về cây giống ấy thì anh cứ mua ở chỗ tôi là đảm bảo rồi. Sau đó nhá thì là vấn đề về cải tạo đất này. Anh cần phải đào một cái hố sâu khoảng từ 50 cho đến 70 phân, có đường kính từ 70 cho đến 80 phân. Và nhớ nhá là khoảng cách giữa các cây là từ 6 cho đến 8 mét là đẹp rồi. Ôi dồi ôi. Ừ, mỗi cây tôi trồng ở trong vườn, mỗi cây tôi trồng một góc, tha hồ một khoảng cách. Thế thì nhá, anh phải lưu ý thêm một điều này, đó chính là sau khi anh đã đào một cái hố sâu này thì anh cần phải bón thêm phân vào đấy. Và đây nhá, nếu mà cái vùng trồng của mình ấy mà có hiện tượng bị ngập úng như thế này này thì anh cần phải làm một cái mô đất cao hơn so với cả cái phần mà nước bị ngập này. Và nhớ là sau đó thì anh cần phải ủ thêm một cái lớp rơm này hoặc là lá vào đấy để giữ ấm cho cây non. À thế à? Anh thế cái cách chăm sóc cây này nó như thế nào? Về cách chăm sóc ấy, anh đủ cần phải lưu ý nhá là đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây vào mùa khô này và tiêu nước hợp lý vào mùa mưa. Và anh nhớ này, xoài ấy là cây cần có thời gian chịu hạn trước khi mà cần nước để cho ra hoa và kết quả, thì thời gian khoảng từ 2 cho đến 3 tháng. Sau đó thì cây sẽ cần cung cấp đủ nước này, và lượng nước trong khoảng thời gian này nhá cũng sẽ quyết định cho năng suất của cây đấy. Thế còn lưu ý gì nữa không hả anh? Bón phân ấy thì anh nhớ cho tôi là những cái giai đoạn quan trọng là khoảng 2 năm đầu này, sau khi thu hoạch này, trước khi ra hoa này và sau khi ra quả. Cuối cùng ấy thì khoảng 1 năm là anh cần bấm ngọn và giữ lại khoảng 3 cho đến 4 chồi là được. Được rồi, cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải ra chợ là xem có xoài cát chu không để tôi còn mua. Với cả tôi cũng về dọn vườn này, sau đó là tôi sẽ sang anh mua cây giống về tôi trồng. Mệt mỏi với anh rồi. Anh suốt ngày chỉ hứa mồm thôi, chả bao giờ thấy anh làm được luôn á. Lại cãi nhau à? Em nói nhỏ thôi chứ em nói to thế, nhưng mà người trong làng người ta nghe thấy sao? Tôi có thích nói to đấy, tôi nói to cho cả làng cả nước người ta nghe thấy anh là người như thế nào đấy. Ừ, biết rồi. Ôi con này. Mày, bạn anh là người như thế nào? Bạn anh á? Bạn anh là người rất tệ, siêu tệ, không ai tệ bằng. Bạn ơi, bạn tệ như thế nào? À, thế bây giờ cô còn nói tôi tệ đúng không? Tôi là tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy nhá. Bạn. Suốt ngày nhõng nhẽo như là lên 3 lên 5, không thể nào mà chịu nổi luôn. Cái gì? Bây giờ tôi với cô luôn hả? Thế sao? Được rồi nhá, tôi quyết định luôn nhá. Chia tay, không có yêu đương gì nữa hết. Thích chia tay nhá, thì chia tay. Thì chia tay. Cô Tình ơi! Cô Tình! Cái gì đấy? Làm sao đấy hả đồ? Cô có nhớ cái vụ cá cược hôm trước không? Ôi trời ơi! Việc gì phải hét to lên thế? Nhớ! Ôi, sao cháu không phải hét? Nhớ! Mùi! Mai mùi! Đây! Cô xem đi! Đấy xem ai thắng nào! Cô nhìn thấy chưa? Chúng nó cãi nhau rồi! Ôi dồi ôi! Anh này! Ôi trời ơi! Em bỏ về! Chia tay! Cười cứ như là thắng lắm ấy. Này, cái chuyện yêu đương giận hờn là cái chuyện bình thường nhá. Còn lâu mới chia tay. Cháu nhưng... không biết, cháu chỉ biết là đấy, hai bây giờ là chúng nó chia tay nhau rồi. Và cái vụ hôm trước là cô cá cược với cháu là gì? Một tháng trà đá free. Được rồi, cứ để xem kết quả có đúng là chia tay không đã nhá. Chia tay rồi. Không có chuyện đấy được. Chia tay rồi, rõ ràng 1-1 đây, cô còn cãi cái gì? Thế thì không được rồi. Cô đây. Nửa tháng rồi nhá. Nửa tháng. Mà cô ơi, cháu bảo mũi ấy nó cứ nghe cái mai một phép rồi đấy. Chứ sau này nếu mà giả sử mà có quay lại với nhau, mà sau này mà cưới nhau ấy, có khi về ấy, cái mai nó làm chồng. Làm sao mà làm chồng được? Thế mai sau mày lấy vợ thì mày có thế không? Cô biết không, hôm nay mai riêng vợ cháu mà về, nhưng mà vợ cháu mà chỉ cần đứng dậy mà nói to mặt kênh kênh lên, cô biết cháu làm gì không? Làm gì? cháu là chiều hết nấc luôn. Giỏi, vợ giận thì chồng bớt lời. Vâng.